Rồi, ok, xin chào anh em. Chào mừng quay trở lại với Counter-Strike Việt Nam. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá về trang bị trong cái tựa game này anh em ạ. Rất là nhiều người hỏi và cũng chưa hiểu về cái trang bị trong cái tựa game này. Thì trong cái video ngày hôm nay thì kênh Deal Game sẽ giải đáp hết thắc mắc cho anh em về vấn đề này nha. Ok, chúng ta sẽ đến với trang bị trong cái tựa game này. Đây là toàn bộ những cái trang bị trong cái tựa game em nha. Trang bị trong tựa game này thì nó sẽ được chia là các cái màu, đó là trắng này, xanh này, tím này và cam này. Kèm theo đó là nó còn chia thêm cái kiểu đó là T đấy anh em ạ. T này là sẽ như thế nào? Ví dụ nó sẽ có T1, T2. Đây, T2 đây nha. T1 ở phía dưới ở đây. T3 này. Sau đó sẽ là T4, T5 và max của nó sẽ là T6 em nhá. Đấy thì nó sẽ có 6 cái loại T như thế. Càng T nào cao thì sức mạnh của nó càng ngon và càng xịn em ạ. Đấy thì cái trang bị này bây giờ chúng ta sẽ kiếm như thế nào? Trang bị thì nó sẽ nằm ở các cái ải. Đây, ở cái phần tác chiến này chúng ta sẽ có cái phần xu hướng, và ở trong cái ải khó của cái phần xu hướng này nó sẽ cho anh em trang bị khi mà nó từ cái chương bao nhiêu nhỉ, mình cũng không để ý. Đây, nó từ cái chương thứ 2 trở đi là chúng ta sẽ có thể là nhận được những cái món trang bị tùy theo cái hệ của nhân vật chúng ta nhá. Thì nó sẽ có những cái món trang bị ở đây. Đấy thì chúng ta sẽ cày qua cái trang bị ở đây nhá. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn các cái trang bị ở trong phần tác chiến cung ứng nữa. Ở trong tác chiến cung ứng này không phải là nó cho hẳn trang bị, mà là nó cho anh em đồ để mà chế tạo trang bị. Ở cái phần thu mua quân nhu này thì chúng ta sẽ nhận được những cái khuôn đúc em nhá. Khuôn đúc thì T2, T3, T4 và T5. Chưa có T6, T6 thì không biết bao giờ nó mở nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta có từ T2 đến T5 em ạ. Đấy thì anh em hoàn thành cái hợp đồng miễn phí nhận hai cái nhiệm vụ này. Đấy thì anh em sẽ nhận được cái ô mới để mà có thể là cày được những cái khuôn đúc trang bị. Cái khuôn đúc trang bị này thì chúng ta sẽ làm cái gì để mà có thể là sản xuất ra được. Nó nằm ở trong cái phần HQ, ở cái phần xưởng sửa chữa này. Nó có cái phần cơ sở chế tạo. Và đây thì nó sẽ có 5 cái ô. Ở cái video trước về cái việc hướng dẫn sử dụng kim cương của kênh Deal Game, mình có đã nói đó là có thể là sử dụng những cái kim cương ở đây để mà mở cái vị trí sản xuất mới em nhá. Anh em có thể là mở cho mình 3 hoặc là đến 4 cái ô. Đấy, từ cái 1 đến cái 4 này. Đấy, để mà chúng ta có thể là tạo ra được những cái trang bị với cái khuôn đúc nhá. Mình sẽ chế tạo thực thi luôn tại vì mình đang có ít đồ. Đấy, nó chế tạo cho anh em những cái món trang bị. May mắn thì anh em sẽ có những cái món trang bị cam mà cái T của nó cao. Cái T của nó cao thì nó nằm ở cái việc mà khuôn đúc đấy anh em ạ. Đây thì cái khuôn đúc của chúng ta nhá. Khuôn đúc thì chúng ta sẽ cần những cái vật liệu trang bị tiêu chuẩn để mà có thể là sản xuất ra được, kèm theo đó là một chút vàng nữa. Khuôn của chúng ta thì mình khuyên là anh em nên đúc những cái khuôn ở cái level 30 hiện tại nhá. Thì mình khuyên là anh em nên đúc cái khuôn khoảng tầm từ T4, T5 đó, T3, T4, T5 thì chúng ta sẽ có được những cái trang bị nó ngon lành hơn. Còn những cái món T ở phía dưới, ví dụ T yếu này, thì chúng ta không nên đúc làm gì cả, hoặc là đúc ra để mà cường hóa cũng được, không sao cả, không no cái vấn đề gì cả. Nhưng mà chúng ta tập trung vào đúc cho mình những cái món trang bị T từ T3, T4, T5 ở đây. Mình sẽ trang bị 5 chiếc thôi. Đấy, còn nếu mà anh em muốn mở thêm 300 này thì chúng ta sẽ có thể là chế tạo tiếp được những cái món trang bị tiếp theo. Mình sẽ chế tạo ở đây khoảng tầm 5. Rồi, đó, ok. Ngoài ra thì ở phía dưới đây chúng ta có phần đó là hợp đồng miễn phí. Và đây nó cũng sẽ cho anh em những cái món trang bị khi mà anh em cày ải nha. Chúng ta sẽ có nhiều những cái hợp đồng miễn phí ở đây anh em ạ. Khi mà chúng ta càng lên được cao thì chúng ta sẽ có thể là nhận được những cái món trang bị T cao hơn. Hiện tại thì mình đã ở cái nhiệm vụ 2 và những cái món trang bị ở đây thì đều là những cái món trang bị T3. Không biết là ở dưới đây là có T4 hay là T5 hay không. Mình nghĩ là sang cái khoảng tầm nhiệm vụ thứ 3 này là chúng ta sẽ có khoảng tầm T4 và T5 em ạ. Đấy thì ở cái phần nhiệm vụ hợp đồng miễn phí này cũng cho anh em những cái món trang bị rất là ok. Và một cái điều cực kỳ quan trọng và nhiều anh em không biết, đó là ở trong cái phần hồ sơ counter, chúng ta sẽ có hồ sơ thường, hồ sơ counter thường này. Và anh em lưu ý là khi mà anh em nâng max cái level của nhân vật chúng ta lên thì chúng ta sẽ nhận được cái món trang bị trấn phái ở đây nhá. Khi mà chúng ta lên được cái level 100 thì chúng ta sẽ nhận được một cái món trang bị trấn phái của nhân vật. Và T của nó thì nó sẽ là T6 em ạ. Nó sẽ là T6 nha. Không biết là tùy vào cái từng cái phẩm hay là như thế nào, nhưng mà trước thì có một bạn đã có thể là nâng cấp max level ở đây một nhân vật ấy, thì nó sẽ cho một cái món trang bị trấn phái T6 em ạ. Ngoài ra thì khi mà anh em tham gia các hoạt động, các cái nhiệm vụ ở đây thì cũng sẽ nhận được những cái món trang bị nữa nha. Rương nó cũng sẽ có
thể là mở ra được những cái món trang bị. Còn tập trung chủ yếu vào cái việc mà anh em kiếm trang bị ở trong cái phần tác chiến này. Rồi chúng ta sẽ đến với cái vấn đề về trang bị cho nhân vật chúng ta sẽ như thế nào. Tại vì trang bị ở đây thì khi mà trang bị nhân vật nó sẽ có rất là nhiều những cái thú vui, thú vị ở đây em ạ. Khi mà anh em trang bị cho nhân vật thì nó sẽ có 4 cái món trang bị khi mà anh em lâng mắc. Đấy, cái món trang bị thứ tư này thì anh em phải đột phá giới hạn lên mức tối đa thì mới có thể là mở được khóa nha. Ở đây thì cây le grong thì mình đã mở được 4 cái món trang bị. Và trang bị thì nó sẽ như thế nào? Anh em từng click từng vào ô 1. Ở đây thì anh em hãy lưu ý cho mình đó là những cái món trang bị là nó sẽ có những cái thông số ở đây. Ví dụ như là cái món trang bị T2 này, màu cam này thì nó có cái phần đó là chống lính bao vây. 02, 0 gạch ngang 2 này là cái gì? Đó chính là cái số trang bị phải mở, phải có nhá. Phải có những cái món trang bị trùng. Ví dụ như là sẽ có hai cái món trang bị chống lính bao vây cho cây le grong thì nó sẽ mở cái nội tại này nhá. Tốc độ hồi kỹ năng này, sau đó tốc đánh này, đép này, chống tháp này, ATK này. Đấy, thì chúng ta sẽ build nó như thế nào? Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Đối với cây le grong thì chúng ta sẽ cần đam một xíu. Mình sẽ lựa chọn đó là crit. Mình sẽ lựa chọn đó là crit để mà ép cho cây le grong nhá. Ví dụ như là cái T2 tím chẳng hạn thì mình nghĩ là nó cũng sẽ không ngon được bằng cái T3 màu xanh ở đâu em ạ. Đấy thì mình sẽ lựa chọn cái crit này đi. Test thử nha. Crit đầu tiên này thì nó sẽ có cái icon crit ở đây. Và chúng ta sẽ kiếm một cái món trang bị nữa cũng có crit thì chúng ta sẽ bỏ vào đây và nó sẽ rất là ngon. Đây một cái món trang bị crit T4 mà mình đã nâng cấp lên cộng 5 rồi. Ép vào đây. Vậy là chúng ta đã mở được cái nội tại đó là crit 20% khi mà chúng ta có hai cái món trang bị crit nha. Đấy thì chúng ta ép cái trang bị như thế. Có cái món trang bị thứ ba này mong là nó sẽ có crit. Không có crit à? Không có crit thì chúng ta sẽ lựa chọn cái gì? Đó là chúng ta sẽ lựa chọn ATK. ATK là sát thương vật lý nha. ATK thì chúng ta sẽ ép cho nhân vật chúng ta. Ở đây thì nó có cái món trang bị T chống lính bắn tỉa. Chống lính bắn tỉa không ngon lắm này. Nhưng mà nó lại là cái T4. Eva và crit. Chúng ta có hit và thổ. Eva và ATK. Mình sẽ lựa chọn cái T4 này đi. Mong là nó sẽ có thêm được một cái món trang bị chống lính bắn tỉa nữa. Tạm thời là như vậy. Chống lính bắn tỉa, chống lính hỗ trợ, chống lính tấn công. Tiếc nhé. ATK này. Vậy thì mình sẽ ép cái ATK ở đây đi. Ở đây có cái ATK nào không? Ở đây có một cái ATK nhưng mà nó lại là của T1. Ở đây không có cái món ATK nào cả. Chống lính bắn tỉa, chống lính tấn công này, chống lính tỉa này. Nhưng mà lại có không có cái chống lính sát thương crit. Đấy thì trang bị nó sẽ như thế nha. Anh em lưu ý là cái món trang bị của chúng ta thì ở đây hai cái món trang bị trong một cái nhân vật thì nó sẽ kích hoạt được cái này. Dù cho là anh em có cho 3 hay là 4 cái món trang bị nó chung cái crit thì nó cũng sẽ không tăng được cái gì cả. Do đó là nó sẽ có những cái món trang bị mà nó có 4 cái món trang bị thì nó mới kích hoạt được. 4 cái món trang bị đâu ta? Ở đây không có à? Mình sẽ bỏ những cái món trang bị ra thử nha. Tìm cái món trang bị 4. Đây, ví dụ như là cái kim đồng hồ Alex chẳng hạn. Nó sẽ có 4 trang bị. Khi mà anh em bỏ 4 cái trang bị này vào thì nó sẽ kích hoạt được cái nội tại của trang bị đó. Ví dụ ở đây nó sẽ là tốc độ hồi kỹ năng. Kiếm lâu nó được cái tốc độ hồi kỹ năng. Tốc độ hồi kỹ năng có này, T4 này. Hai món rồi này. Tốc độ hồi kỹ năng ở đây thì mình nghĩ là không có đâu. Không có anh em ạ. Bên thứ ba này thì chắc cũng không có nữa. Tốc độ hồi kỹ năng ở đây không có. Đấy, nếu mà có những cái món trang bị 4 món mà anh em phải có được trong cái túi của anh em, kích hoạt được 4 cái món trang bị đó thì anh em hãy cho vào trong nhân vật của chúng ta nhá. Còn không thì chúng ta sẽ lựa chọn đó là hai bên. Mỗi cái hai bên hai cái món trang bị nha. ATK tốc đánh cũng ngon nhưng mà nó lại là 4 cái món trang bị cơ. Tốc đánh của nó là 4 nhưng mà ở đây lại không có cái tốc đánh nào cả. Đấy. Mình sẽ lựa chọn cái crit. Đây rồi, crit T3 này. Còn hai cái ô này thì nó sẽ nằm chung cùng với nhau nha. Ví dụ cái ô này thì nó vẫn là những cái món trang bị này, nhưng ô thứ hai nó vẫn là những cái món trang bị này. Do đó là ở cái phần trang bị phụ kiện này thì nó sẽ cần phải có hai cái món trang bị trùng nhau. Ở đây có chống lính tấn công, chống lính bắn tỉa, đồ má không có cái nào à? À đây có hai cái món HP đây. Tạm thời là cho hai cái món HP vào đây đi. Một cái T2 và một cái T4. Đấy, thì anh em lưu ý nha. Hai cái team chúng ta sẽ có HP cộng 10%. Đấy, hai cái crit cộng 20%. Đấy thì là đấy là cái cách mà giúp chúng ta có thể là
trang bị cho nhân vật của chúng ta được những cái món có thể là kích hoạt được cái nội tại rất là ngon. Ở đây chúng ta sẽ có lính cơ động của Kleron, thì anh em nên cho vào ATK hoặc là Crit thì nó sẽ ngon rất là nhiều. Còn không thì chưa có thì chúng ta buộc phải có những cái món trang bị, ép những cái món trang bị tuy là màu của nó không được cao hay là cái T của nó không được cao nhưng mà cũng phải kích cho nó cái nội tại nha. Chúng ta sẽ có Giang Harim chẳng hạn. Không, mình sẽ lựa chọn em khác. Đâu rồi? Trong cái đội này không có. Đây, mình sẽ lựa chọn Elizabeth này. Món trang bị của Elizabeth ở đây thì Elizabeth cũng là một cái lính cơ động và sát thương khá là cao. Nếu mà anh em múc được những cái món trang bị nó là ATK chẳng hạn, hay là những cái món crit các thứ vân vân ở đây. Crit nhưng mà nó lại tên một cái cây chứ nhỉ. Sát thương crit này. Ui được crit nhưng mà đây là crit là 4 món cơ, không có đâu. ATK vậy. Có ATK không? Đây có ATK của T2. Đây là của T2 thôi. Và có ATK. ATK nhưng mà 4 món này thì cũng không ăn thua. Ở đây có cái ATK nào không thì mình kích 4 món thì ngon này. Không có, không có. Tức nhé. Ví dụ như là những không có những cái món trang bị trùng nhau để mà kích hoạt cái nội tại thì chúng ta sẽ cho những cái món trang bị bình thường mà cũng được. Ví dụ như là ở đây là Elizabeth đúng không? Sát thương rất là cao. Thì em có thể là lựa chọn ATK hoặc là sát thương crit. Đấy. Chống tấn công, bắn tỉa, đủ má mỗi bên một cái. Thôi đành cho này vào vậy. Tại vì nó cũng hết đồ rồi anh em ạ. Đây sát thương crit này. Đấy, kích tạm thời là kích hai cái món ATK cộng 10% này. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một em support. Một em support này. Support này tuy thế thì cũng là một cái nhân vật có cái sát thương cũng khá là ổn. Lính hỗ trợ đúng không? Lính hỗ trợ thì chúng ta sẽ có cái phần tốc độ hồi kỹ năng nhưng mà nó lại là 4 món. Ép cái món tốc độ hồi kỹ năng này thì bớt nó rất là ngon, hồi máu cho nhân vật của chúng ta rất là ngon. Crit, Eva, Eva cũng là một cái lựa chọn cho tính hồi máu này. HP cũng là một cái lựa chọn. Đấy, ok, crit đa số là mấy cái món này. Đép cho 3 này. Mong là ở bên này sẽ có một cái đép. À đây có một cái đép của T3 cũng được. Đép của T3 cũng ok. Ở bên này nếu mà có hai cái món à 2 HP của bên kia rồi. Sát thương crit, lính tấn công, lính hỗ trợ bắn tỉa cày. À đây có hai cái món tấn công à không à. À đây chống lính tấn công này. Chống lính tấn công thì tạm thời cho vào rồi, đấy, kích nha. Đam cộng cho lính tấn công 20%. Kèm theo đó đây là đép thủ cộng 20%. Chúng ta quay trở lại với HQ và ở cái phần xưởng sửa chữa chúng ta sẽ có hai cái mục, đó là tăng cường trang bị và hiệu chỉnh trang bị. Tăng cường trang bị ở đây là chúng ta sẽ cường hóa cái món trang bị của chúng ta lên nha. Cường hóa trang bị của chúng ta lên. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn cái T4 đi anh em ạ. Crit này. Ở đây thì nó sẽ có những cái món trang bị kiểu là bình XP để mà nâng cấp cái trang bị lên cho trang bị của chúng ta ấy, nâng cái level lên cho trang bị của chúng ta, nâng lên cộng trang bị cho chúng ta. Đó thì nếu mà không có những cái bình này thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái trang bị cũ ở đây, trang bị màu yếu ở đây, ví dụ như là màu trắng chẳng hạn và cái T của nó thấp chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ lựa chọn nó để mà cường hóa, tăng cường cái món trang bị của chúng ta lên. Mình thì hiện tại mới cho được có cộng 4 thôi anh em ạ. Mới cho được có cộng 4 thôi, những cái bình này thì mình sẽ để dành cho cái cộng T cao hơn. T4, T3, T3 này. Đấy, T3, những cái món xanh T2 này, T1 này vất hết. Đấy, cường hóa nó lên. Đấy, chúng ta đã lên được cộng 1 rồi nha. Đã lên được cộng 1 rồi. Và anh em hãy để ý cho mình toàn bộ những cái thông số ở đây. Mình sẽ cho lên cộng 2 và để xem là nó lên được bao nhiêu nha. 90, 24. Chúng ta sẽ có 90, 24. Lên được bao nhiêu nhỉ? 90, 24. Lên được cộng 2 đi. Chưa lên được cộng 2. Hai cái món T4 này, T1. 90, 24. Đấy này, nó lên được 96, 24 em nhá. Đó thì đấy là cái phần mà giúp cho ta có thể là tăng cường được những cái món trang bị của chúng ta lên. Còn cái phần hiệu chỉnh trang bị này thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ như là cái món trang bị vũ khí này chẳng hạn, thì có cái điểm crit cộng 24 là cực kỳ ngon rồi. Anh em có thể là nâng cấp cái điểm crit này lên cao hơn bằng cách là căn chỉnh chính xác. Đấy, căn chỉnh chính xác cho mình nha. 34, 36, 38, 40, 42 nha.
Còn ở dưới nó sẽ có một cái lựa chọn nữa mà anh em có thể là căn chỉnh nó được. Đấy thì cái thông số này thì chúng ta có thể là thay đổi được bằng cách đó là thay đổi tùy chỉnh này, thay đổi tùy chọn này. Chúng ta có thể là thay đổi cái grid này thành một cái món khác, thành một cái thông số khác. Và cái dam cho đơn vị mặt đất này thì chúng ta có thể là thay đổi sang cái thông số khác. Nó còn tùy vào cái nhân phẩm của anh em nha. Ví dụ như là ở dưới đây mà nó thêm được những cái thông số nó chuẩn chỉnh cho một cái trang bị thì nó ngon quá, còn không thì chúng ta sẽ tốn khá là nhiều vật phẩm đấy. Tốn khá là nhiều những cái nhị phân hiệu chỉnh. Nhị phân hiệu chỉnh này màu tím này thì nó sẽ thay đổi được tùy chọn này. Còn cái thay đổi cài đặt thì chúng ta có thể là thay đổi bằng những cái nhị phân cài đặt màu cam thôi em ạ. Chúng ta có thể là thay đổi cái phần grid, nó sẽ thay nhá. Nó sẽ thay cái phần grid dam. Đấy, ví dụ nó thay ở cái thông số này này, thông số phía dưới này thì chúng ta sẽ có thể là thay được sang những cái thông số khác. Nhưng mà thay đổi sang cái thông số khác nếu mà nó ngon thì nó ngon, còn không thì nó còn tùy nhân phẩm của anh em. Có mới có ngon hên thì mới có thể là ra được những cái thông số nó chuẩn chỉnh nhất anh em ạ. Nhưng mà cái thác thương grid này nó ngon quá rồi nên anh em không nên thay cho mình nha. Anh em có thể là thay bằng các cái thông số khác. Ví dụ như là những cái con tanh, những cái con hỗ trợ thì chúng ta sẽ cần def hay là HP. Những cái con đó có thể là thêm được cả cái phần chống nính bắn tỉa hay là chống nính tấn công chẳng hạn. Còn những cái con sát thương thì anh em để grid, sau đó thì ATK, đấy, chí mạng các thứ vân vân. Thì đó là cái phần trang bị của chúng ta ở cái phần hiệu chỉnh trang bị, thay đổi tùy chọn, thay đổi cài đặt và căn chỉnh chính xác nha. Đó, đấy là cái cách mà giúp chúng ta có thể là build cái trang bị cho nhân vật của chúng ta. Kèm theo đó là các cái thông tin về cách kiếm cái trang bị, đấy, làm sao để mà có được những cái món trang bị, phân chia trang bị như thế nào. Và những cái cách để mà giúp chúng ta có thể là kiếm được những cái món trang bị ẩn. Đó, thì trong cái video ngày hôm nay mình đã chỉ hết cho anh em rồi. Ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về trang bị trong tựa game Counter-Strike. Nếu mà video của mình có hay và hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Mình sẽ còn nhiều những cái video hữu ích về Counter-Strike. Rất là mong anh em ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để mà không bỏ lỡ bất cứ những cái video mới nhất nào từ Counter-Strike của kênh Video Game. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo. Bye bye.